Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Không Cần TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh, cùng với tất cả thành viên của Hero Team. Thật ra thì nói là tất cả vậy thôi, cũng hơi điêu. Thật ra thiếu anh Mr. Dịch các bạn à. Hey, Dịch ơi, giờ này anh đang nơi đâu? Có biết em đang chờ, đang mong hằng đêm anh biết không? Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay như các bạn đang thấy thì Hero Team bọn mình đang leo chồng lên nhau. Bạn biết lý do vì sao không? Là bởi vì ngày hôm nay bọn mình đã có gà Minh Hào mới rồi. Quá là đẹp luôn. Thì ngày hôm nay có thể các bạn sẽ rất là tò mò tại sao Hero Team lại xuất hiện ở đây đông đến như vậy đúng không? Là bởi vì ngày hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau trang trí gà Minh Hào, trang trí phòng nha các bạn nha. Để mỗi người sẽ có một cái phòng ở trong gà Minh Hào để quay video cho bạn xem nè. Nói tiếng chung là tôi là mấy bạn biết là tôi độc lạ Bình Dương nhất rồi, cho nên chắc chắn là cái phòng của tôi sẽ độc lạ nhất. Bởi vậy cho nên các bạn hãy xem video của tôi nha, đừng xem video mọi người. Giỡn. Nếu như bạn nào mà muốn biết phòng của những người khác như thế nào thì bạn có thể qua bên kênh mọi người để xem nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trang trí gà Minh Hào nào. Let's go. Mà khoan, từ sau đó này tôi hơi buồn nè. Tại sao phòng của tôi bên dưới này mà phòng của Sam tuốt trên kia, sao không cho phòng bọn tôi kế bên nhau? Bất mà thôi, em lên đầu thì ngồi đi nè. Em lên đầu thì ngồi đi. Đây là cái gà Minh Hào ngày xưa của cái thời. Sao bạn? Cái mùa tóc sắp xếp như vậy rồi. Tại vì bạn là độc lạ Bình Dương. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu trang trí gà Minh Hào nào mọi người ơi. Let's go. Đi thôi cả nhà ơi. Ok, bây giờ vô thang máy nè. Mọi người bây giờ lên tầng đầu tiên nè, phòng Mr. Dịch. Rồi bỏ qua đi. Tạm biệt anh em, dù có chuyện gì xảy ra hãy nên nhớ tôi vẫn yêu anh em rất nhiều. Tạm biệt. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí gà Minh Hào của mình nha. Thì mấy bạn có thể thấy là cái gà Minh Hào của mình nó to đùng luôn nè các bạn. Bạn coi nè đó, xung quanh nó rộng ơi là rộng luôn, có rất là nhiều phòng luôn. Mặc dù cái này chỉ là một mình phòng của tôi thôi đó, mà nó đã rộng như thế này nè các bạn. Trời ơi là trời, thiệt luôn, tôi nhìn mà tôi không biết trang trí sao cho hết luôn á. Hay, nhưng mà tôi cũng đã có một số những cái ý tưởng khá là hay ở trong đầu để trang trí cho cái gà Minh Hào của tôi rồi. Thì chắc chắn gà Minh Hào của tôi sẽ là độc lạ Bình Dương nhất luôn á bạn. Bạn nào mà xem thử coi cái gà Minh Hào của ai trang trí độc lạ hơn tôi, comment xuống cho tôi biết nha. Chứ tôi nghĩ là tôi là VIP nhất rồi bạn. Ok, trước tiên thì tôi nghĩ là tôi phải thay lại cái sàn nhà. Cái sàn nhà này nó màu trắng, với lại cái sàn nhà bên đây thì nó cứ trắng đen nè, nhìn xấu quá à. Tôi không thích cái sàn nhà tí nào hết trơn á. Tôi sẽ thay đổi nó lại, tôi đổi thành màu xanh. Sau đó tôi sẽ có một cái điều bất ngờ cho bạn xem nè. Ok, bạn chuẩn bị xem nha. Trước tiên thì tôi sẽ phải gọi là sửa lại cái sàn cả. 3, 2, 1 vô. Trước tiên là tôi cần phải sửa lại cái sàn đã. Ok, 3, 2, 1 sửa. Bùm chiêu. Đó, xong rồi nè bạn ơi, mình đã sửa lại xong cái sàn nhà nè. Cái sàn nhà bây giờ nó đã biến thành một cái màu xanh dương rồi các bạn ạ. Thì chắc chắn thì có nhiều bạn tò mò là ủa, tại sao anh Phong lại thay cái sàn nhà là màu xanh dương của chị Sim? Ủa gì kỳ vậy? Thì không phải nha các bạn nha. Mình có một cái ý tưởng rất là hay luôn. Đó chính là mình sẽ nuôi cá ở bên dưới sàn nhà các bạn ơi. Đó. Mấy bạn có biết là ở mấy cái nhà mà người ta giàu giàu á bạn, là người ta hay xây gọi là hồ bơi, hay xây mấy cái hồ cá ở bên dưới sàn nhà luôn các bạn. Đỉnh lắm luôn á. Vậy cho nên là tôi cũng có ý tưởng như vậy. Tôi sẽ xây cái sàn của tôi trở thành một cái hồ bên dưới đây, và bên dưới tôi sẽ nuôi thật là nhiều cá heo bên dưới. Đó, hơi bị xịn sò con bò cười luôn nha. Ok được rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu xây nha các bạn nha. Thì trước tiên á, tôi sẽ qua bên đây nè để tôi đập mấy cái chậu hoa này đi. Tôi không cần mấy cái chậu hoa đâu, đập đi. Rồi đó. Ok, đập đi hết. Cái chỗ này thì tôi nghĩ là bên này tôi sẽ để làm nhà bếp nè. Ok, hợp lý á, tôi sẽ để nhà bếp trong đây. Ok, rồi. Còn bên ngoài đây á thì tôi sẽ trang trí cho nó là phòng khách ở bên này. Còn bên này thì sẽ là phòng gá Minh của tôi. Phòng gá Minh trong này đi. Ok, bên ngoài đây thì cho là phòng tập gym hay là vui chơi gì đó cũng được. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu thay lại cái sàn nhà bằng một cái hồ cá bên dưới đó nha. Mấy bạn chuẩn bị coi nè, tôi đếm 3, 2, 1 cái là nó có hồ cá bên dưới nè. 3, 2, 1 Tên. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là một cái sàn nhà hồ bơi ở trong nhà của mình nè. Bạn thấy đỉnh cao chưa các bạn? Đó, ở bên dưới này thì mình sẽ để nước ở bên dưới nha.
Tôi còn có làm thêm mấy cái chỗ cầu thang để chúng ta có thể ra ngoài đây ngắm cảnh đồ kiểu đó nè. Đó, ra ngoài đây ngắm cảnh nha. Và đặc biệt hơn nữa là cái nhà của tôi hơi bị đỉnh ở chỗ này như thế này nè bạn. Là mình có thể đứng ở trên đây nè. Sau đó mình thả cần câu xuống, mình câu cá ở bên kia được luôn các bạn. Đó, thả xuống bên đó, câu cá ở bên đó. Ok. Tôi sẽ thử đứng ở đây tôi chờ coi tôi có câu được con cá nào không nha các bạn nha. Đây 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 đây, có rồi nè bạn ơi, có rồi nè, đây đây. Dính nè. Trời ơi, câu được nguyên con cá nóc luôn. Trời ơi, bạn thấy nhà mình đỉnh nữa các bạn. Ở trên đây có thể câu được cá luôn á. Mà ở trong nhà mình thì là nguyên một cái hồ bơi luôn. Ấy, nhưng mà khoan, từ từ, mấy bạn thấy còn thiếu cái gì không mấy bạn? Tất nhiên rồi, hồi nãy mình có nói với bạn là mình sẽ nuôi cá ở bên dưới cái sàn nhà mà đúng không? Thì ở chỗ này mình đã chuẩn bị rất là nhiều trứng cá nè. Đó, ok, bây giờ mình sẽ lấy nó ra để mình để xuống dưới đây cho bạn xem nha. Ok, thì đầu tiên á thì tôi sẽ bỏ cái quả trứng này đi. Trứng này là con cá gì đây? Ui, con cá màu vàng vàng nhìn dễ thương quá nè. Được, bỏ xuống đó. Tôi sẽ bỏ nhiều nhiều xíu nha các bạn nha. Nhiều nhiều xíu để nhìn cho nó đẳng cấp. Đó, trời ơi. Cái sàn nhà của tôi bây giờ là quá trời cá bên dưới luôn. Ok, tiếp theo là con cá gì đây, để tôi xem coi. Ui, con này là con sứa bạn ơi. Được, được, mấy con sứa này nhìn được rồi nha. Mấy con sứa này nhìn coi bộ dễ thương nè. Tôi cũng sẽ để nhiều nhiều luôn, nhìn cho nó đẳng cấp. Ok, ơi vậy tính ra là ai mà vô trong nhà của tôi nha là bảo đảm là sẽ bất ngờ lắm luôn á, bởi vì nhà của tôi quá độc lạ bình dương các bạn à. Ok, bỏ mấy con sứa xuống dưới đây nè. Rồi, như đây là đủ rồi nè. Tiếp theo nữa sẽ là mấy con gì đây? Mấy con cá này giống kiểu mấy con cá hời á các bạn. Ok, để xuống dưới luôn. Bỏ xuống nhiều nhiều xuống bên dưới. Rồi, tiếp theo sẽ là mấy con cá lóc nha các bạn. Ủa, mấy con này. Mấy con cá này là mấy con cá gì ta, mình không biết tên nhưng mà thôi mình đọc đại là cá lóc đi. Ok, bỏ xuống bên dưới nè. Rồi, tiếp theo nữa sẽ là ui, cá đuối. Trời ơi, nhà tôi có cá đuối luôn, hơi bị xịn. Được, 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 bỏ thêm mấy con cá đuối xuống. Ê, mấy con cá đuối này coi bộ hơi to nha. Để mình đập cái này ra to xíu để mình để xuống cho dễ nè. Ok, bỏ xuống, cá đuối xuống nè. Ê, sao con cá đuối này nó bắt mình rồi? Đâu, thả ra. Trời ơi, con cá đuối đáng ghét này. Rồi, bỏ xuống tầm nhiêu đây cá đuối đi. Rồi, tiếp theo nữa là sẽ đến cá mập nha các bạn nha. Trời ơi, nhà tôi làm sao mà thiếu cá mập được bạn. Phải bỏ thêm mấy con cá mập xuống nè. Đó, cá mập nè, bỏ xuống. Ê, mà coi bộ mấy con cá mập này coi bộ nó hơi to nha. Ừ, hình như nó hơi to cho nó không bơi được nè các bạn. Ê, tôi có lắp lại được không? Tôi có lắp lại được không đây? Sợ mấy con cá mập nó to quá nó bơi không được. À rồi, rồi, được, nó bơi được nha các bạn nha. Ok, bỏ thêm mấy con cá mập xuống dưới. Đây, bỏ thêm xuống, thêm vài con nữa. Rồi, tiếp theo nữa vẫn là cá mập nhưng mà đây sẽ là cá mập trắng nha các bạn nha. Cá mập màu trắng. Ui, con này to dữ rồi ta. Nó to thù lù luôn các bạn ơi. Ôi, có con này bên dưới sàn nhà nhìn coi bộ hơi bị ngầu quá nha. Ok, để nhiều nhiều xíu nè. Nhiều nhiều xíu, tầm nhiêu đây con đi. Ôi mà nó bự quá cho nên mà nó chui xuống dưới không nổi luôn các bạn ơi. Ai chà chà chà, cố lên, chui xuống dưới đi. Rồi ok, bọn nó chui xuống dưới hết nè bạn. Rồi, tiếp theo nữa là sẽ tới lượt mấy con cá hời nữa bạn. Đó, mấy con cá mà màu cam cam này nè. Mấy con cá này thì hơi bị đẹp luôn, mình khá là thích mấy con cá này. Mình sẽ để xuống bên dưới nhiều nhiều nha. Ok, để nhiều nhiều nè. Nhiều nhiều xuống bên dưới nè. Rồi, ok. Và tiếp theo không thể thiếu đó chính là cá heo các bạn ơi. Trời, làm sao mà tôi có thể thiếu cá heo được? Bởi vì cá heo chính là linh vật của tôi mà. Tôi sẽ bỏ cá heo dưới đây. Đó. Ui, cái gì mà bỏ một phát nhiều vậy? Oh my god. Rồi bỏ thêm xuống cá heo nè. Cá heo. Rồi, ok, quá trời luôn. Rồi bây giờ lắp cái sàn nhà lại. Lắp lại. Ok. Rồi. Ok bạn ơi, vậy là coi như mình đã xây xong một cái sàn nhà có hồ bơi ở bên dưới và có nuôi cá ở bên dưới. Nhà hơi bị ngầu, hơi bị độc lạ luôn. Được rồi, và bây giờ mình sẽ tiếp tục gọi là xây thêm mấy cái phòng để mình trang trí nha bạn. Mình đã đặt hết mấy cái phòng ở đây rồi để cho mình dễ xây á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây ra những cái phòng và mình sẽ bắt đầu trang trí từng phòng nha. Ok, bây giờ thì đỡ mất thời gian thì mình sẽ xây xong mình quay trở lại nha các bạn. Ok, như vậy nè, 3, 2, 1. Ten. Rồi, ok bạn ơi. Và sau một khoảng thời gian thì mình đã phân chia xong các cái phòng rồi nè các bạn. Đấy, thì ở ngoài đây như các bạn đang thấy á, thì mình sẽ xây một cái phòng khách ở ngoài đây nè các bạn. Đấy, chỗ này á là cái chỗ mà thang máy đi lên đi xuống, cho nên là mình chặn một cái cửa đây nè để tránh mình bị rơi xuống dưới. Ủa, chỗ này cao lắm cho nên là mình sẽ chặn một cái cầu thang ở đây. Đó, rồi, còn ở trong đây á thì mình sẽ làm một cái phòng khách ở trong này nha các bạn nha. Mình sẽ để tivi nè, ghế sofa nè, máy chơi game hoặc là cái gì đó ngoài đây cho nó đẹp, để cho anh em đến chỗ của mình chơi á thì anh em sẽ có chỗ để giải trí, để vui chơi. Đấy, còn ở trong này á thì mới đầu là mình tính xây một cái nhà vệ sinh trong này nè các bạn. Đây cho bạn xem nè. Đây, trong này mới đầu á là mình tính xây một cái nhà vệ sinh, và cái nhà vệ sinh của mình có cá bơi bên dưới luôn, nhìn cho nó đẹp, các bạn hiểu không? Đó, nhưng mà ông Siro á, ông bảo rằng là chỗ này chắc là dùng để xây một cái thang máy á bạn, cho nên á là không phải thang máy có rồi, chỗ này là để xây một cái thang bộ các bạn. Đó, xây từ tầng này lên tầng kia luôn, cho nên là thôi chỗ này mình sẽ không xây nhà vệ sinh nữa.
mình sẽ xây ở bên chỗ khác nha các bạn nha. Ở trong này thì sẽ là nhà bếp nè các bạn. Đấy, nhà bếp của mình rộng lắm các bạn. Đó, rộng lắm luôn á. Bên này sẽ là bàn để cho mọi người ăn uống nè. Bên này thì sẽ là chỗ để mình nấu ăn nè, có quầy buffet các kiểu á, hấp dẫn lắm luôn á nha. Còn bên này thì mình sẽ để nhà vệ sinh nè. Mình thấy là để nhà vệ sinh ở bên này là có vẻ là hợp lý hơn các bạn. Tại vì là để ở trong nhà bếp á, mình ăn xong mình no thì mình sẽ đó mấy bạn tự hiểu nha. Rồi, chỗ này sẽ để nhà vệ sinh nè. Đó, ở bên này á thì mình có một cái lan can, thì mình sẽ trang trí ở ngoài đây thêm một cái chỗ để chúng ta ngồi ngắm cảnh đó. Nhưng mà sao có nhà của Ruby ở bên đây sao ngắm cảnh được ta? Chắc là mình dùng TNT mình phá nổ nhà Ruby luôn đi ha. Làm gì thì ác quá bạn ơi. Thôi tôi giỡn đó nha. Ok, ở chỗ này thì sẽ là nhà bếp nè, còn ở bên này thì sẽ là phòng chơi game của tôi đó, phòng quay video của tôi. Gaming House thì phải có cái phòng để mình quay video, bạn hiểu không? Mình sẽ để một cái dàn máy tính của mình ở bên này, còn ở bên này thì sẽ là chỗ để cho mình ngắm cảnh nè. Đó, mình làm việc xong mệt mỏi mình sẽ ra ngoài đây mình ngắm cảnh. Ở chỗ này có một cái cửa để ra ngoài phòng khách nè, bạn thấy không? Đấy, bên này cũng có một cái cửa để qua bên nhà bếp luôn. Đấy, nói chung là cái phòng chơi game của mình là nó có hai cửa lận các bạn ạ. Đấy, ok. Thôi, bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí cái gaming house của mình nha các bạn nha. Và để cho mấy bạn đỡ phải chờ mình xây á, thì bây giờ mình sẽ tua nhanh qua đoạn này luôn nha các bạn. Ok, chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Bùm chiêu. Tên 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 tên. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là gaming house của mình sau khi đã được trang trí xong rồi nè. Đẹp chưa mấy bạn ơi? Nhưng mà nó hơi lắc xíu nha các bạn. Tại vì ở trong đây anh em cũng trang trí nhiều lắm, cho nên là nó hơi lắc chút xíu, mấy bạn thông cảm nha. Ở đây thì mấy bạn có thể thấy là cái gaming house của mình á, nó được trang trí một cái phong cách vô cùng là độc lạ luôn đó. Mà quê của tôi thì ở Bình Dương, người ta hay gọi là độc lạ Bình Dương đó mấy bạn. Đó, thì ok, chắc là bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho bạn một chút về cái gaming house của mình đi. Nói chung là mình quay video này cũng nhanh ha, tại vì là mình sợ. Ủa, cái gì vậy? Ôi, con quay gì vậy? Trời ủa? Ơi, nhà của bạn đẹp như vậy. Ủa, sao độc lạ vậy? Ủa, cái đó nè hả? Ôi, trời đất ơi, Kai ơi, hôm nay bạn mặc cái bộ đồ nhìn thấy ghê vậy? À, cái bộ đồ này là cái bộ đồ mà ác quỷ của mình đó bạn. Mình mới đi mua về để mình chuẩn bị cho Halloween á. 10 tháng tới Halloween rồi. Rồi, ok, nhìn cũng cũng độc lạ đó. Ok rồi, được rồi, nhân dịp Kai Ron qua bên nhà mình thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cùng với Kai Ron đi tham quan nhà của mình luôn nha. Đây. Xin giới thiệu với Kai Ron, đây chính là phòng gaming house của Phong. 11 tới lượt Phong qua cho Kai review phòng của Kai nha. Ủa trời đất ơi, sao cái nhà của bạn nó lạ quá không ơi? Ở bên dưới còn có cá mập cá heo nữa nè. Đúng rồi, trời ơi, nhà của mình thì nó phải độc lạ chứ bạn. Nè, xin giới thiệu bạn, trước tiên khi mà vào trong nhà của mình á, cái ấn tượng nhất phải nói đến đó chính là cái sàn nhà của mình á, là được nuôi cá ở bên dưới nè, hơi bị chất lượng luôn nha. Cá nó bơi tẩm bên dưới, thấy không? Đó, nhìn vô cùng đẹp luôn. Mấy bạn bạn vô nhà mình á là bạn sẽ cảm giác giống như bạn đang sống ở trong một cái thủy cung vậy á. Trời ơi, chọn mấy con cá này chắc nó phải mấy tỷ luôn á, toàn cá mập được không mà, cá heo luôn nữa. Đúng rồi, nhà của mình mà bạn. Đó, tiếp theo nữa nè, vô hôm nay nè, ở chỗ này á là mình bắt trước bạn, mình có để cái chỗ để mình ca hát đồ kiểu, nhưng mà thật ra mình live show hả? Mình không live show. thật ra là mình không biết hát, mình chỉ để vậy cho nó đẹp thôi. Nói chung mình thấy bạn để cũng đẹp cho nên mình bắt trước á. Ok, ở bên này thì mình có mấy cái máy để gọi là mua nước uống tự động nè. Ở trong đây là có bim bim cái kiểu luôn, mấy bạn fan mà đến nhà mình là có thể mua nước ngọt rồi mua bim bim ăn luôn. Ủa Phong ơi, mình đang thắc mắc là sao tự nhiên bạn treo hai cái đồng hồ trên đây vậy? Hả? Tại vì mình treo một cái đồng hồ nhìn nó không cân cho nên là mình treo luôn hai cái. Đúng là độc lạ Bình Dương. Trời ơi, độc lạ mà bạn. Đúng rồi, ở chỗ này là cái bàn để chúng ta có thể ngồi ở đây, chúng ta xem phim, chúng ta ăn uống với nhau. Đó, ăn xong no rồi làm gì? Làm gì chúng ta quay, chúng ta tập tạ. Đó, bên này mình để chỗ tập tạ luôn. Hơi bị hay nè, coi chạy bộ nè, chạy bộ nè. Đấy, đấy, chỗ này là chỗ để tập tạ, chạy bộ cái kiểu. Ở bên này thì mình hả gì? Không có hả? Trong đây, mình tưởng trong đây là phòng gì chứ, chưa trang trí. Phòng này hả? Phòng này là cầu thang mà, đâu có trang trí đâu. Quên, cầu thang đúng rồi. Ở bên này của mình á, thì qua đây cho bạn coi nè. Ở bên này của mình thì có những cái chỗ chúng ta vui chơi khác, ví dụ như là trò đá banh nè, hoặc là ở bên đây là có pizza nè. Đó. Còn ở bên này là một đống đồ chơi cho bạn có thể chơi luôn. Đấy. À khoan từ đã nè. Mình thấy bạn thích cosplay quá cho nên ở bên đây xin giới thiệu bạn một dàn đồ cosplay luôn. Ghê không? Wow, trời ơi, con mới khu vực này xin ra dành cho mình. Trời ơi, sau này mình mà thiếu đồ mình sẽ xuống dưới phòng của bạn mình lượm. Trời ơi. Được luôn. Đó, còn ở bên này nè, xin giới thiệu Kai, đây là tiểu cảnh.
mình đang làm một cái hòn non bộ trong đây để mình nuôi mấy con này. Đẹp không? Đúng là đẹp lại Bình Dương. Dưới sàn là hỉ cung, còn ở đây là nuôi gà, nuôi heo, rồi sau đó là cá cảnh rồi tùm lum hết á. Đúng rồi, trời ơi, mình là mình hòa mình với thiên nhiên. Bạn sắp tới mình còn trồng cây ở trong nhà nữa cơ. Đó, vô cùng là độc lạ luôn. Rồi bây giờ vô đây mình giới thiệu cho bạn tiếp. Đây là phòng chơi game của mình. Vô đây. Đây, tên. Đó, đây chính là phòng chơi game của mình nha. Thì phòng chơi game của mình thì nó cũng đơn giản thôi đó. Nó chỉ đơn giản là có bộ máy tính ở đây nè. Chúng ta ngồi ở đây chúng ta chơi game, chúng ta gọi là livestream hay làm gì đó cho mấy bạn fan xem nè. Trời, đây trên đây còn có cái hành động nữa. Xịn như ta, có cái hành động luôn. Đúng rồi, có cái hình mà Phong đang bấm máy nữa bạn. Đó, thấy không? Trời ơi, quá là xịn sò luôn. Bên này thì sẽ là giường ngủ nè. Phong thì Phong kết hợp phòng ngủ với lại phòng chơi game này chung nhau luôn à. Cây, qua đây. Xin hiểu cây. Gì vậy? Đây là bức tranh mà Phong vẽ. Gì? Ghê hả? Đúng rồi. À, hiểu rồi. Hồi nãy giờ mình đứng đây mình thắc mắc là sao cái chỗ này bạn không chịu lắp cái kính lại, lỡ có ăn trộm vô sao. Nhưng mà thì ra là bạn để như vậy là để bạn nghĩ tưởng bạn vẽ tranh đúng không? Đúng rồi. Chỗ này là mình sẽ đứng ở đây nè, sau đó mình sẽ nhìn ra ngoài đây mình vẽ tranh. Đó, mà bức tranh này là do mình vẽ đó, ghê không? Ghê. Đó, rồi ok. Cái nhà của bạn hình như là hơi nhiều hai cái máy bán tự động coca với bánh thì sao á? Tại vì mình ăn nhiều mà. Ê mà sao bạn không xây một cái phòng thay đồ riêng đi? Tại sao bạn vứt cái đống đồ ở đây mình đấy nó bừa bộn quá vậy? Tại vì là mình thích như thế bạn ơi, mình thích cái nhìn nó phải kiểu đầy đủ nhiều thứ màu sắc vậy các bạn đó. Mình để đồ bên đây luôn á. Ok, còn bên này á là hình của mình nè, đó bên này là hình của bạn mình nè. Mấy cái ủa có con heo ở đây. Ê mình đi không mất mấy cái máy nghe nhạc bạn cũng treo trên tường được nữa. Thì mình để ở đó thôi. Đầu khủng long nữa nè. Có đầu khủng long ở đây nữa nè. Đúng rồi, đầu khủng long mình mua ở bên nước ngoài về các bạn, để treo vô cho nó đẹp, bạn hiểu không? Bên này á là máy chơi game nè, còn bên này bạn biết là gì không? PS5. Đó. Để một cái PS5 ở đây. Mình sẽ ngồi ở đây mình chơi game, đó hơi bị xịn luôn. Đó. Có cái máy nhảy nè. Đúng rồi, có cái máy nhảy ở bên đó nữa. Còn bên này xin hiểu bạn, bên này là nhà bếp. Vô đây. Đấy. Đẹp không? Vô nhà bếp là có cái hình nhìn gọi là tượng gì ta, trù tượng thật sự luôn á. Đó, hình nè. Ủa vô nhà bếp mà có hình mình cầm cái con gà. Đúng rồi, bạn nói gì ạ? Ý mình là nó hay các bạn, ý mình là ý tưởng hay các bạn. Ok, ở bên đây á là bàn để chúng ta ngồi ăn với nhau nè. Có thể á là mấy bạn fan với lại Kairon sẽ thắc mắc là tại sao ở trong nhà này có nhiều món đồ mình lại sử dụng bằng màu tím đúng không? Đây dù màu tím là màu của Ruby nè. Nhiều bạn sẽ bảo là thôi chẳng lẽ anh Phong thích Ruby hả? Không phải đâu nha các bạn nha. Thật ra là mình dùng màu tím là bởi vì mình thấy màu xanh với màu tím kết hợp lại với nhau coi rất là đẹp luôn. Cho nên mình cũng rất thích màu tím luôn nha các bạn nha. Ok đó, thật sự là cái màu mà Phong thích nhất đó chính là màu nó hơi xanh xanh mà nó cũng hơi tím tím á, chứ không phải là màu xanh tự nhiên đâu. Ok rồi, nói chung là bên này là bàn ăn đồ ăn nè, bên này thì là quầy gọi là chọn đồ ăn nè. Cái muốn ăn hải sản gì không, lấy gì cây. Trời ơi, nhà Phong á là nãy giờ mình để ý là có cái gì là cứ bày ra hết để cho nó dễ nhìn, không cần phải cất vô tủ hay gì hết trơn á. Đúng rồi, mình bày ra hết luôn cho nó đã. Ừ, còn bên này á là chỗ mà để làm bếp nè, chúng ta sẽ nấu ăn ở bên đây đó. Nó ăn bên đây, ok. Vệ sinh. Nhà vệ sinh nè. Cái biết tại sao mình lại để nhà vệ sinh ở kế bên nhà bếp không? Ừ. Sao? Tại vì để khi mà ăn no xong rồi vậy á. À, tiện lợi. Ê, mình tính ra mình thấy nhà rồi. Bạn á nó đúng, nên nhà bạn á là kiểu sao ta, nó đi theo một cái gọi là nguyên tắc luôn không? Đầu tiên vô á là ăn xong rồi á là bên có cái máy chạy bộ xong rồi vô đây chơi game chán rồi vô đây ăn tiếp xong đi vệ sinh. Ghê, hợp lý. Nó đi theo một quy chuẩn luôn ba. Hợp lý. À còn bên này là nhà vệ sinh của mình. Hình như mình quên trang trí nhà vệ sinh rồi bạn ơi. Không, nhà vệ sinh thì cũng dễ mà, để cái ấy vô là được rồi. Ừ. Thôi không cần đâu, nhà vệ sinh đơn giản mà, mình chỉ cần đập cái này đi cái là mình đi vệ sinh thôi. Mình chưa nghĩ tới bước này luôn á. Bạn không biết ở dưới quê có mấy cái hồ cá tra hả? Biết rồi, trời đất ơi, đây từ thiếu cái này. Cái này là gì đây? Cục xà bông nè. Cục xà bông. Với lại từ thiếu cái cục giấy nữa. Đó rồi, đủ. Ghê, hợp lý. Thôi rồi, nhà vệ sinh để mình trang trí sau. Ok, còn ở bên này á là chỗ mà mình mỗi lần mà gọi là ăn no xong đi toilet xong thoải mái rồi đúng không? Giờ mình ra ngoài đây, mình ngồi ngoài đây mình ngắm cảnh. Đó, mình chill, bạn hiểu không? Trời ơi, ủa bạn đi đâu rồi?
À không, mình ra mình coi coi khung cảnh thế nào á. Trời ơi, công nhận là nhà Phong Chiêu ta. Chỗ nào bạn chiêu được, chỗ nào cũng nghỉ dưỡng được. Bạn công nhận mình là từ đây nhìn ra ngoài kia được nguyên cái khu rừng nhìn chiêu không? Đó. Còn gì nữa, quá là chiêu luôn, còn gì nữa. Quá đẹp luôn. Ok bạn ơi, vậy là coi như là nhà của mình cũng đã xây xong rồi nha bạn nha. Và bạn thấy ngôi nhà của mình như thế nào, có đẹp hay không thì hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha bạn. Tôi nghĩ là Gaming House của tôi thì chắc là sẽ là Gaming House độc lạ Bình Dương nhất rồi bạn ạ. À. À, không ai có thể độc lạ giống như tôi được. Hey, tôi không biết là nhà có cây đòn như thế nào, cây đòn có thể mốt cây đòn review nhà, cây đòn kêu mình lên cho mình coi với được không? Chứ còn gì nữa, được luôn bạn. Được luôn bạn. Đi, sắp tới mình sẽ kêu bạn lên. Đấy, yên tâm. Ok, ok bạn luôn. Rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hoặc là kênh YouTube của mình nha mọi người. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Kyron cùng với tất cả các thành viên của Hero Team đang kêu hộ cho mọi người luôn nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video sau nha. Hello Team, Hello Team.